đồng hành cùng chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt để có thể khám phá thêm những nét đẹp văn hóa của con người và đất nước Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhé! Chính là những ngôi nhà đã có trên 300 năm tuổi với kiến trúc và họa tiết vô cùng tinh xảo do chính bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân làng mộc Kim Bồng đã xây dựng. Bắt quả tang cô nàng Á Hậu mãi chơi quên nhiệm vụ đúng không? Không phải đâu, nhưng thôi anh cứ ngồi xuống đây mình uống nước đã. Anh ơi, cho anh ý một ly. Ủa mà sao anh lại tìm được em ở đây vậy? À, cái anh quay phim chỉ luôn. Thật thế hả? Thực ra không phải là em trốn việc đâu, mà là em phải mua nước để hỏi người ta xem là địa chỉ ở chỗ làng mộc ở đâu để mình có thể tìm đến đấy. À, không đúng rồi. Mà này, có tìm được chưa? Ồ, em đã hỏi được rồi, anh bán hàng chỉ là sẽ có hai cách để đi. Một là mình sẽ đi thuyền này đến xã đảo Cẩm Kim, hai là mình sẽ đi đường bộ đi qua cầu Cẩm Kim. Thế bây giờ anh muốn đi được nào? À, đi hai đường luôn. Ủa, đi hai đường hay mỗi người chia nhau đi một đường á? No, không phải. Chỉ là hành trình văn hóa Việt đúng không? Có nghĩ là mình phải trải nghiệm hết tất cả những cách đi. Có nghĩ là mình sẽ đi bằng đường bộ và về bằng đường thuyền. À, vậy là sẽ đi được hai cách luôn chứ gì? Rồi sẽ chiều anh theo cách đấy. Được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 15, làng mộc Kim Bồng thuộc xã đảo Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nơi từng được xem là thương cảng sầm uất của đàn trong. Vốn nằm trên địa thế sông nước, thuận lợi cho việc vận chuyển bè gỗ, đóng tàu, hạ thủy. Kim Bồng Đông đóng tàu thuyền, Kim Bồng Tây chạm khắc gỗ để cho ra những sản phẩm còn tồn tại qua nhiều thập kỷ. Và khu phố cổ Hội An là một trong những minh chứng của một thời kỳ hưng thịnh, cũng như sự tài hoa, tài tình của những người thợ làng mộc Kim Bồng. Vậy là Thanh Tú và anh Kaio đã tìm đến làng mộc Kim Bồng, một làng nghề truyền thống với hơn 600 năm tuổi. Nơi đây không chỉ thu hút những người có yêu thích nghệ thuật mà còn làm say mê những du khách có niềm yêu thích đặc biệt với những nét văn hóa đặc sắc của những làng nghề truyền thống ở Hội An, Quảng Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người vô cùng nổi tiếng, đó chính là nghệ nhân Huyền Sướng, con trai của nghệ nhân Huyền Ri. Chúng ta hãy cùng đi nhé! Nghệ nhân Huyền Sướng là con trai của nghệ nhân Huyền Ri, truyền nhân đời thứ 14 của mộc Kim Bồng, người cuối cùng còn lưu giữ lại vốn nghề mộc truyền thống của làng nghề xứ Quảng. Và gia đình của nghệ nhân Huyền Ri, Huyền Sướng là một trong những gia đình đã góp phần giữ gìn cũng như phát triển nghề mộc Kim Bồng bằng cách kết hợp với UNESCO và Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đứng ra tổ chức gây dựng lại làng mộc Kim Bồng trên cơ sở đào tạo, dạy nghề mộc cho những thanh niên trẻ của làng. Giới thiệu với hai bạn là đây là nghệ nhân Huyền Sướng. Chào anh. Chào anh. Xin chào anh, em là Thanh Tú và đây là anh Kaio. Bọn em đến từ chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt. Và biết về làng mộc Kim Bồng cũng như về gia đình anh thì bọn em rất là thắc mắc, muốn hỏi là động lực nào khiến cho gia đình mình có thể quyết tâm giữ nghề rồi phát triển xây dựng nghề mộc của làng Kim Bồng đến ngày hôm nay ạ?
Bởi vì thực tế là cái làng nghề mộc mình nó là có lịch sử hơn 400 năm trước rồi, vì gắn liền với đô thị cổ Hội An, một trong những nơi di sản văn hóa thế giới. Thì gia đình cũng như nhà nước có chủ trương để nhà muốn giữ lại cái nghề, và cái đó cũng là một trong những cái bản sắc văn hóa cho một làng nghề, cho một gia đình. Và không biết theo anh Sướng bây giờ việc khó khăn cũng như là trăn trở nhất trong việc bảo tồn và phát triển làng mộc Kim Bồng là gì? Không riêng chỉ là nghề Kim Bồng của mình, thì cái sự khó khăn nhất là thế hệ trẻ. Nếu như lớp trẻ không theo nghề thì rõ ràng là cái sự bảo tồn, cái sự phát triển, cái sự lưu giữ đó cũng một sớm một chiều thôi. Thì trong quá trình mà khôi phục và phát triển làng nghề đó, thì nhà nước cũng có nhiều chính sách để phục vụ và để dạy đào tạo thế hệ trẻ. Và cái thực tế gia đình mình cũng phải nói là cái truyền thống mình phải xóa bỏ đi bớt một phần, bởi vì ông bà ngày xưa cũng như học bỏ mà, là chỉ dạy cho con cháu trong gia đình thôi. Thế hệ trẻ mà mình cứ giữ lại cho con cháu trong gia đình thì rõ ràng là nghề là sẽ sớm một gì cái bí quyết của cái làng nghề đó sẽ mai một đi. Chính từ chỗ đó mà mình sẽ đào tạo thế hệ trẻ và mình đem hết tất cả những cái trang trải và những cái bí quyết của gia đình để truyền cho thế hệ trẻ. Trò chuyện với anh là cho thấy rằng thực sự là những làng nghề cũng như là những cái bản sắc văn hóa của Việt Nam là một trách nhiệm của tất cả mọi người. Kyle là một người nước ngoài mà nhìn vào văn hóa Việt Nam, Kyle thấy rất là đa dạng và đáng được bảo tồn và phát triển. Và cũng mong rằng là giới trẻ sẽ càng ngày càng tìm hiểu thêm về những làng nghề, những điều tiềm ẩn trên đất nước Việt Nam. Mộc Kim Bồng nổi tiếng vì có phong cách thể hiện sự dung hòa giữa phong cách làm mộc của Nhật, Hoa, Việt và Pháp sau này. Đồ mộc Kim Bồng đưa cành hoa, tre trúc, con trâu lên các tác phẩm trang trí. Đó là phong cách dân dã và có tính tín ngưỡng. Người thợ Kim Bồng ngày nay bên cạnh tài hoa thì còn phải thực tâm huyết với nghề. Sự thay đổi của thị hiếu còn đòi hỏi họ phải luôn sáng tạo, nâng cao tay nghề và đặt toàn bộ tâm hồn, trí tuệ của mình vào trong từng sản phẩm. Có thể nói, thử thách để duy trì và phát triển mộc Kim Bồng không chỉ cần sự nỗ lực của một mà có khi là rất nhiều thế hệ. Đặc biệt thì hôm nay thông qua chương trình thì mình cũng có một món quà. Và đây là cái bình này mình vừa mới làm xong. Đây là nguyên là một cái khối gỗ nhưng mà nó bị người ta bỏ đi, bởi vì ở đây trong bên trong là nó rỗng tự nhiên. Bây giờ mình lấy lại mình làm những cái bình như thế này. Và cái này mình vừa kết mình giữ lại cái giá trị cái tự nhiên của thân gỗ. Bên cạnh đó mình sẽ chế tác những cái rất là gọn nhẹ mang tính chất hiện đại. Vậy rất bọn em rất là cảm ơn anh vì món quà hết sức đặc biệt dành cho bọn em ngày hôm nay, và cũng cảm ơn những cái chia sẻ hết sức thật lòng mà đã khiến cho bọn em tìm hiểu được rõ hơn về làng mộc cũng như về những cái khó khăn mà mình đang phải trải qua để có thể giữ gìn làng mộc Kim Bồng có thể ngày một phát triển hơn. Anh cũng cảm ơn chương trình có dịp trò chuyện này. Và thông qua trò chuyện này thì anh hy vọng rằng cái bản sắc văn hóa Việt và các làng nghề truyền thống này còn một phát triển hơn. Dạ vâng. Đưa tay vuốt nhắm giam bào, hỏi thăm anh thợ bao giờ hồi công. Không mai thì mốt cũng hồi, xứ bạn bạn ở, chốn Kim Bồng ta lui chân. Hay quá, Thanh Tú học câu cây dao đó ở đâu vậy? Trong lúc anh Kyle không biết thì anh Huỳnh Sướng đã dạy cho Tú đấy. Và mọi người có thấy bài này hay không ạ? Và câu ca dao đã nói lên quá trình những người nghệ nhân mộc của làng Kim Bồng đã thông qua đôi bàn tay tài hoa, thầu hồn của những thờ gỗ. Họ đã nếm trải những khó khăn vất vả, những thăng trầm của lịch sử để vũ lửa và cố gắng giữ gìn những tài hoa, những tinh hoa của nghề. Và Tú hy vọng rằng thông qua những nỗ lực của họ có thể truyền lửa cho thế hệ mai sau. Kyle cũng hy vọng một ngày không xa mộc Kim Bồng sẽ lại phát triển rực rỡ, vì
tâm huyết và sự yêu nghề của các nghệ nhân ở làng Mộc Kim Bồng. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin mời quý vị khán giả cũng theo dõi những tập tiếp theo của chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt. Và mọi người nhớ theo dõi những chương trình tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt phát sóng lúc 19:50 mỗi thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Màu mỡ với thiên nhiên trù phú, phong cảnh xinh đẹp hữu tình là nơi khơi nguồn cảm hứng dào dạt cho những điệu lý câu hò làm say đắm lòng người. Trong tập tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt, hãy xuôi về phương Nam cùng với hai MC Kayo Yop, Á Hậu Diễm Trang cùng những vị khách mời đặc biệt để tìm hiểu về dân ca Nam Bộ, di sản truyền khẩu quý báu của những người con xứ phù sa. Đón xem tập tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt, dân ca Nam Bộ, di sản truyền khẩu phương Nam –